Vẻ đẹp quý phái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, giai nhân nhạc đỏ một thời. Không chỉ sở hữu giọng hát cao vút, truyền cảm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu còn nổi tiếng là mỹ nhân Hà Thành những năm 1970 đến 1980. Nghệ sĩ Vũ Dậu sinh ngày 9 tháng 1 năm 1945 tại Hà Nội trong một gia đình khá giả, cha là chủ một hãng buôn ngũ cốc. Năm 13 tuổi, Vũ Dậu đã tham gia đội sơn ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 16 tuổi, khi đang học ở trường Trung học Việt, Đức, Hà Nội, Vũ Dậu nhận được giấy gọi vào đoàn ca múa nhạc Trung ương, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Là một tiểu thương nhưng cha của nghệ sĩ Vũ Dậu rất đều yêu nghệ thuật. Ông thường xuyên mua vé cho các con đi xem hát hầu hết các môn nghệ thuật tuồng, trèo, cải lương, dân ca. Cũng chính ông là người ủng hộ và đồng hành cùng con khi biết cô con gái trúng tuyển vào đoàn ca múa nhạc. Tuổi đôi mươi, Vũ Dậu đặt chân trên nhiều nẻo đường của đất nước để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Năm 1965, bà có mặt trong đoàn nghệ sĩ miền Bắc đầu tiên vào tuyến lửa Quảng Trị. Năm 20 tuổi, Vũ Dậu kết hôn với nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, người hơn bà 9 tuổi, cũng là người thầy dẫn dắt bà trong sự nghiệp. Năm 1967, bà con trai đầu lòng, cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Năm 1983, bà sinh con thứ hai là nữ ca sĩ Khánh Linh. Tuy sở hữu giọng hát nổi trội cùng vẻ ngoài yêu kiều, sang trọng nhưng nghệ sĩ Vũ Dậu lại khá nhút nhát ở thời thanh xuân. Cũng bởi vậy, mãi đến năm 1972, bà mới dám tách khỏi tốp ca để hát đơn ca. Vũ Dậu đi hát sớm tuy nhiên lại nổi tiếng muộn hơn nhiều so với những ca sĩ cùng thời như Bích Liên, Mỹ Bình, Diệu Thúy. Mặc dù có cả thanh lẫn sắc, nhưng do bản tính nhút nhát, Vũ Dậu chỉ dám hát tốp ca. Đến năm 1972, bà mới bắt đầu hát đơn. Cũng từ đây, nữ nghệ sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc nhạc cách mạng như Cô Gái Mở Đường, Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Đôi Dép Bác Hồ và đặc biệt là những ca khúc của Phan Huỳnh biểu như Hành Khúc Ngày Và Đêm, Những Ánh Sao Đêm, Đêm Nay Anh Ở Đâu. Nghệ sĩ Vũ Dậu và ca sĩ Khánh Linh trong một chương trình âm nhạc, ảnh, FBNV. Ở thập niên 1980, bà là một trong những ca sĩ đầu tiên hát nhạc nhẹ tại miền Bắc. Nghệ sĩ thể hiện những bài hát Việt Nam, Liên Xô, Đông Âu, Triều Tiên với phong cách mới, được nhiều khán giả yêu thích, mến mộ. Đến năm 1984, bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nổi tiếng muộn nhưng nghệ sĩ Vũ Dậu lại giải nghệ sớm. Năm 1989, nghệ sĩ Vũ Dậu quyết định rời xa sân khấu ở tuổi 45, bà mở một cửa hàng vàng trên đường Đê La Thành, dành nhiều thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Sau đó, các con bà đều trưởng thành và trở thành những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Ca sĩ Khánh Linh từng tâm sự, cô học hỏi được rất nhiều từ bố mẹ, các thành viên trong gia đình. Gia đình có ảnh hưởng không nhỏ đến âm nhạc của Khánh Linh. Gia đình là cái nôi, rất rộng lớn chứ không bé nhỏ trong phạm vi gia đình nữa. Từ không gian ấy, tôi được phát triển cho đến ngày hôm nay. Cái gì cũng có nền móng và gia đình đem lại cho tôi nền móng rất vững chắc. Với mẹ, tôi học hỏi được sự cố gắng, không ngừng vươn lên. Những năm gần đây, theo quy luật sinh lão bệnh tử, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu đã phải tiễn biệt chồng, sau đó tới con trai. Nỗi đau ấy đã khiến bà quỵ ngã và trong tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu, nữ nghệ sĩ gạo cội đã không thể đến tiễn đưa con trai lần cuối. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu dành nhiều thời gian cho Phật Pháp. Bà sống bình lặng và được con gái, nữ ca sĩ Khánh Linh quan tâm chăm sóc.